Rồi, em chào tất cả cô chú anh chị em yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc nhá. Vẫn là em Cường Lai Châu. Ngày nào, giờ nào và tháng nào thì em cũng có lên gặp gỡ mọi người. Và nhờ mọi người nhớ cho em cái khung giờ của nhà em phát là lúc 9 giờ. Và cái em quay thường thì em sẽ quay lúc 7 giờ tối. Tại vì lúc đấy dân người ta mới mang hàng đến cho ấy. Mà cũng rất buồn là mới hôm nay là mưa suốt ngày. Nên mọi người ở dưới xuôi chả biết có mưa hay không, nhưng mà nếu mà mưa nhiều ấy, thì mọi người nhớ tránh mưa cái cây lan cho em nhá. Tại vì cái mưa nhiều dẫn đến là rễ nó hay bị thối, nó đọng nước nó thối và dẫn đến các vi khuẩn, tức là nó ẩm mốc nhiều vi khuẩn nó phát triển nó rất nhanh, nên mọi người lưu ý cái mùa mưa này. Hôm nay video thì cũng ngắn thôi, một ít mặt hàng của nhà em và có một số mặt hàng của dân thì nhưng mà nói ngắn thôi, nhưng mà cũng nhiều loại để cho các bác lựa chọn và cũng là có nhiều loại đặc biệt đấy cả nhà nhá. Thì em sẽ dành thêm cái thời gian để vừa bán vừa chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm thì đúc kết của em để thuần được một cái cây lan. Thì rất mong cô chú là cũng ủng hộ nha. Và cho em xin một cái nút bình luận và nút đăng ký kênh Lê Tiến Cường giúp em nha. Rồi ok, em sẽ vào từng đơn một. Hình đầu tiên cả nhà nha. Hình đầu tiên là hình số 8. Phi điệp tím cái này có hoa rồi em, nhưng mà không nhớ mặt hoa. Và một giò nguyên bản ý ngọc. Hình này là hình số 8, 170.000 nhé cả nhà nha. 170.000. Thường thì bây giờ đa số là các nhà vườn thì người ta dùng cái vỏ thông để thuần cây lan và cho vào chậu. Thường cho vào chậu thì người ta sẽ dễ chăm sóc hơn. Ưu điểm nó là dễ chăm sóc, và hai là nó khi mình bón phân các thứ thì nó cái dưỡng chất của cái phân ấy thì nó sẽ bị đỡ bị trôi đi. Đấy, và cái hai vỏ thông thì nó qua xử lý thì nó rất sạch sẽ, nên là thường mọi người sẽ trồng vào vỏ thông to ấy. Thì nếu mà trồng vào vỏ thông thì nhược điểm nó thì nó lại là nó không được đẹp bằng trồng bằng lũa. Đấy, còn trồng vào lũa thì lại dành cho các bác phải rất cầu kỳ để chăm. Rồi tiếp tục hình số 4, 150.000. Trầm tím của nhà em nhé cả nhà nhé. Hôm nay lại vớt vát một ít hàng vườn về để vào để chia sẻ, về nói chuyện mọi người, chủ yếu nói chuyện. Hôm nay hình số 4, 150.000 nhé cả nhà nhá. Trầm tím hình số 3, 150.000 của vườn nhà em nhá. Đấy, cây em trồng cũng bằng vỏ thông này, nó khỏe khoắn rất ok, mình bón phân để đây thì nó rất được lâu dài. Nhưng mà nếu mình đẹp hơn thì mọi người về cho vào cái chậu mới cho em nhé. Cho vào chậu sứ ấy, cho nó đẹp. Hình số 3, 150.000, trầm tím đây. Trầm rừng nhé cả nhà nhá. Các bác nhìn thấy một cái kia lên chưa? Đây là một cái kia nhá, mà lên mãnh liệt này. Nhưng ra cái sức, cái sự sống của cái cây lan nó rất mãnh liệt luôn. Hình số 5, 150.000. Tiếp tục cả nhà nhá. Hình số 6, 150.000. Thường cây lan ấy, cây lan nó có sức sống mãnh liệt lắm, nó cứ mất đỉnh sinh trưởng nó sẽ cho ra một cái đỉnh sinh trưởng mới nhá. Mà riêng về phân bón, nói qua mọi người nhé, phân bón thì nó chỉ chủ yếu là các dưỡng chất là đạm này, lân và kali. Đạm thì sao? Đạm thì nó giúp cho cái cây lan nó tăng trưởng nhanh và phù hợp với những cây lan đang, nó giúp cho nảy chồi phát triển tốt này, ra rễ tốt này. Và hai là phù hợp với những cái cây con nhé cả nhà nhá. Đạm, đấy là đạm nhé cả nhà nhá. Hình số 7, 150.000, trầm tím. Thường thì trên cái những cái bao bì của những cái loại phân ấy thì người ta cũng đã ghi rõ là pha tỷ lệ bao nhiêu này. Một tháng thì phun bao nhiêu lần. Thường thì em thì trong một tuần em sẽ cho ăn một lần nhé cả nhà nhá. Có nghĩa là tháng mình sẽ phun 4 lần phân cho cây lan nhé cả nhà nhá. Đạm, lân và kali. Đạm thì phù hợp với những cây non ấy, để nó phát triển tăng trưởng tốt cái mầm, để nó phát triển dài hơn. Hình số 19, phi điệp vàng. Phi điệp vàng thì cái này là nụ như này rồi nhé cả nhà nhá. Nụ này
hình số 19 100.000. Hôm nay nó gọi là một cái video ở phi lợi nhuận, siêu lợi nhuận 100.000 nguyên bản nhé cả nhà nhá. Cái này của dân thuần, dân thuần nhé cả nhà nhé, video vàng 100.000. Hạc vĩ, hạc vĩ Lai Châu, hạc vĩ Lai Châu nhé. Nhưng mà cái này là nói chung là em để trên cao, không không nước không tới được, và hai là không chăm sóc nên cây nó đang rất còi. Nói chung là cây còi nhé, nó không đủ đạm, lân và kali. Đấy, nó còi nhé cả nhà nhé. Một bảng này em trồng lần trước nhặt nhạnh trồng vào cái này thôi, chứ không phải là hàng giống giống chọn nhé. Hình số 35 nhưng mà cây lên rất đẹp luôn. Hình số 13 350.000. Cái điệp hạt vĩ Lai Châu nhé. Hạt vĩ Lai Châu. Hạt vĩ Lai Châu hình số 13. Còn nếu đối với lân ấy, lân ấy, lân nó là một cái loại phân bón là kích thích cái hoa ấy. Có nghĩa là bác nào là muốn cho nó ra nhiều hoa, hoa nó sai này, hoa nó đậm, hoa nó sai hoa và giữ được hoa nhiều thì mình tăng cái phân bón là lân lên cả nhà nhá. Chỉ có mới cả 3 vấn đề thôi. Hình số 9 100.000, cái điệp vàng nhỏ nhỏ xinh xinh. Yêu yêu nhé cả nhà nhá. Cứ các bác nào muốn hoa nhiều này, sai hoa thì phải tăng cái lượng lân cho cái cây lan lên. Đạm, lân và kali. Còn kali ấy, kali thì nó sẽ là giúp cây lan nó cứng cáp hơn này, nó khỏe khoắn hơn, thân lá nó đẹp, nó mập hơn. Đấy, đối với kali nhé cả nhà nhá. Còn khi muốn ra rễ thì phải tăng lân này, tăng lân lân lên. Hình số 10, hình số 12 200.000. Hạc vĩ Lai Châu, thân nhỏ nhá. Thân còi còi. Các bác cứ hôm nay gọi là vừa lên vừa nói chuyện giao lưu với mọi người thôi. Còn bác nào muốn hoa thì cứ tăng kali lên. Hình số 10 300.000. Hoàng thảo vôi cả nhà nhá. Hoàng thảo vôi thuần này em phải nó không phải nói, có nghĩa là cái này em mua cách đây 2 3 năm rồi. Còn chưa có bán hết hoàng thảo vôi của vườn nhà em nhá. Dễ thì nó gọi là dí dít dí dít rồi. Hoàng thảo vôi không chăm được. Hình số 10 300.000. Cái này mà về tay các bác mà gọi là ít có một hai giò trong vườn mà chăm nó lên thì nó đẹp miên man luôn. Hình số 11 300.000. Hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi nhé cả nhà nhá. Hoàng thảo vôi. Các bác thường đi mua những cái loại phân mà em gái dùng cái đầu trâu 501 ấy thì nó sẽ ghi tỷ lệ là 30 10 10 này, 10 10 10 30 10. Đấy, nó cứ theo cái tỷ lệ cũng là 30 10 10, có nghe là nó là đạm này, sau đến lân này, sau đến kali nhé. Đấy thì mọi người dựa đấy để mọi người muốn cái cây hoa và cây lan mình nó khỏe như nào thì mọi người muốn bón phân nào nó đậm hơn thì mọi người dựa đấy để mọi người làm nhá. Phi điệp tím hình số 27, đây của người chơi trồng thì quá cầu kỳ giá thể này. Ăn phân đây. Đấy, trồng ở chậu thì nó hay là phân bao giờ nó giữ hết trong chậu, nó không bị trôi đi. Phi điệp tím hình số 27 400.000, thuộc dòng thân thủ nhé cả nhà nhá. Thuộc dòng thân thủ ba thân. Mặt hoa đây cả nhà ơi, mặt hoa to đấy, đẹp ấy, chứ không phải là thường đâu. Cực phê luôn. Okay. Hoàng thảo mươi tua dân thuần. Đây, các bác nhìn bộ rễ này. Đấy, quan điểm em cứ thích chăm bộ rễ. Đâu không có hình à? Đó. 150.000 cái giò mươi tua của dân thuần đấy nhá cả nhà nhá. Đấy, dân thuần. Một dề, nguyên một dề ý ngọc, trọn vẹn, đẹp, tuyệt vời. Đấy. Hình số 28, 180.000. 180.000 về nhà nha. Duy nhất một dề, nguyên một dề. Về chỉ cần ốp vào cái là được nhé cả nhà. Ốp vào phát là được nha.
như mua những cái dòng dời này, mọi người bắt buộc mọi người phải là ngâm qua kích dễ cho em. Nếu mà mọi người có tiền thì mọi người mua cái thằng Birot, tại vì cái dòng đấy là chuyên dùng cho những cái dòng lan nó cao tiền, giá nó đắt. Còn không thì mọi người mua cho em cái thằng Atonic ngâm cho em. Phi điệp vàng của Dân Thuần hình số 14, 150.000. Này bán vui vui nhé, nhanh nhanh. Này không hàng mấy. Hình số 14, 150.000. Nhưng mà vẫn có giải, đặt hai giải đặc biệt cho mọi người. Đây, cái chậu này nữa. Dạ, chậu này gọi chậu khuyến mãi nhé. Khuyến mãi. Kiếm lô hội, lấy châu. Một chậu to vật vã rồi nha, cả nhà nha. Tách về mọi người tách ra cho em tầm 4-5 chậu vào. Hình số 18, 200.000. 200.000 cả nhà nha. Đấy, 18, 200.000. Kiếm lô hội, tách ra cho em. Nó nguyên một dề. Tại vì nó dề, nó ngả ngả, đâm ra là người ta để vào cái chậu nhìn nó không được đẹp mắt đâu. Đấy, mọi người về đó cho em. Tiếp tục cả nhà nhá. Phi điệp tím. Hình số hình số 8, 700.000. Cái này thì người ta thuần cực kỳ là bài bản và cực kỳ là có khoa học cả nhà nhá. Trồng trên một khúc gỗ và đặt vào chậu. Đấy, nó nguyên một dề. Giờ thuộc dòng thân thủ nhé cả nhà nhá. Nhìn phê lắm. Như những cái giò này những năm trước thì không có đôi triệu thì em đi đầu xuống đất luôn. Nhưng bây giờ chỉ có 700.000. 700.000 nói thế thôi, 700.000 nó giá trị nó cao, nhưng mọi người về chăm một năm cho em thì đương nhiên năm sau mình có một cái giò to để chơi mà chơi hoa. Bây giờ gọi là chơi hoa chứ không phải làm kinh tế như những lần trước là cứ không cho hoa, cứ tăng đạm với kali lên là không cho ra hoa ấy. Đấy. Phi điệp tím hình số 8, 700.000. À, hình số 28 nhé cả nhà nhé, hình số 28 lớp mất một cái. Đây, phi điệp vàng đây, các bác này bắt đầu đang nứt nụ rồi. Đấy, tầm này như mọi người mà mua những cái hàng dời em về bây giờ nứt đấy thì nó rất ổn định cây và nó ra dễ cái, nó bám luôn và giá thể gọi là thành thuần luôn. Đấy, nụ đằng đây này nhá. Giải này cũng khuyến mại này. Một cái thân như này nhá. Của Dân Thuần nhé. Và một cái ông này. Ông này thì miễn bàn, miễn chê, miễn... Nhưng mà nó đóng hàng thì rất vất vả của người dân. Rất vất vả, nụ nó như này rồi nhá. Nụ trễ hết ra này rồi. Đấy, hai cái cùng một dề đâm ra là nụ cho đều nhau. Và nó sẽ ra hoa đều nhau nhé cả nhà nhá. Hai thân đẹp miên man luôn, Dân Thuần. Ba cái này là hình số 17. Hình số 17, 200.000 cả nhà nhá. 200.000 hình số 17 khuyến mãi. Đây, giải đặc biệt đây. Hôm nay có hai giải đặc biệt đây. Màu cái này thì mọi người bác cân đối tài chính cho em tí một tí. Duy nhất hai giò, bác nhận ra loại hài gì không? Hài nó như thế này thì bảo là ai mà chẳng sướng, chơi chẳng phê. Nhìn nó lạ, kỳ lạ và rất dị. Đây là hài dâu xanh cả nhà nhá. Gồm có một nụ này, hai nụ, ba nụ, bốn nụ, năm nụ, sáu nụ, bảy nụ, tám nụ. Tám nụ. Đây, các bác nhìn một cái giò này. Kinh khủng chưa? Đấy. Về các bác biết tách được tầm bao nhiêu chậu không? Đấy, về lựa nhé mọi người nhá. 5-6 chậu. 5-6 chậu. Hình số 1, 600.000. Cân đối tài chính cho em nhá. Một giò này thì về đặt lên cái chậu sứ cao cao ấy, mọi người chậu sứ trắng mà cao. Sau này nhìn phê lắm, chơi hài phê lắm. Em nói thật sự luôn. Nhưng mà ưu tiên bác nào là ở gần gần để đi cái. Tiếp tục một giò nữa cả nhà nhá. Toàn giò to, giò bự hôm nay. Nhìn phê chưa? Trồng được những cái chậu này mới gọi là sướng cả cuộc đời này cả nhà. Sướng của người chơi lan nó là như thế này. Cái này thì một nụ này, hai nụ này, ba nụ, bốn nụ, năm nụ, sáu nụ, bảy nụ, cũng tám nụ. Cũng tám nụ nha. Hình số 2, 600.000.
600.000 người nhà nha. Mọi người có thấy phê chưa? Đấy, hài này chơi này cơ mà. Hài rau xanh nhé, hài rau xanh nó cho vào hoa tầm tháng cả nhà. Giữ nước cho em. 600.000 có hai giỏ luôn mọi người, nhanh nhá, nhanh chọn thôi. À, hôm nay cho mọi người ăn món mới. Các bác nhìn thấy cây này như cây gì không? Cây sướng chưa? Đấy, đây kèn này nha. Các bác biết này, trồng ở vỏ thông to này, trên rải một lớp nhỏ vỏ thông nhỏ thôi. Còn đặc biệt là dưới là cho thật thoáng vỏ thông to, và người ta còn chèn xốp đây. Đấy, để cho cái độ thoáng khi bộ rễ nó đâm xuống dưới ấy, thì nó có cái không khí bên trong nó luân chuyển. Nếu mà nó bết quá thì thường nó sẽ xảy ra nó bị thối. Đấy là một cái nguyên nhân dẫn đến là cái cây kèn nó hay bị thối, tại vì cái đặc tính nó không ưa ẩm lắm đâu, không ưa ẩm lắm. Nhưng mà nó phải đủ độ nước, không được ẩm bết nhá. Hoàng thảo kèn. Đây là kèn Lào cả nhà nhá, đây là kèn Lào. Kèn rừng Lào nhá cả nhà nhá. Hình số 26. Một thân dài miên man. Nếu mà cái giò này mà của Lai Châu thì nó phải rơi vào tầm hơn triệu. Đấy. Nhưng mà của kèn Lào. Và hai thân. Đấy, thắt ngọn hết rồi. Nguyên một rề. Hai thân như này. Và một thân mập ú này, dài này. Hình số 26, 400.000. 400.000 cả nhà nha, cân đối tài chính. Chơi kèn thì nó sẽ có hay. Nói thế thôi, thì các bác thử xem tất cả các like bây giờ nhá, kể cả kèn kèn Lào với kèn những các nơi không còn nữa đâu. Lần trước là có mua mấy triệu, 2 triệu hình như, 1,5 triệu 2 triệu một cân đấy. Nhưng mà bây giờ các bác cũng rất không có. Đây là người ta mua lâu rồi. Hình số 23, 350.000. Một thân này. Đấy, hai thân này. Đấy, mập ú thắt ngọn. Ok, ngon lành cành đào. Năm sau chắc chắn là ngắm hoa nhá. Kèn kèn nào cũng thế thôi. Thì sẽ nó có những cái chậu và có những cái mặt bông nó đẹp. Đấy, ví dụ kèn Lai Châu không phải là kèn Lai Châu nên nó so về cánh, so về môi, so về độ tím thôi thì nó đẹp. Nhưng mà trong số lượng kèn Lào ấy mà có những cái bông nó cũng rất đẹp đấy nhá, chứ không phải đơn giản đâu cả nhà. Hình số 23 mà nó rẻ, vừa mức tiền, 350.000. Ví dụ như thân kèn Lai Châu như này nó rơi vào tầm 500-600.000. Đấy, hai thân này nó 700-800.000. Đấy, như em bán một cái thân này này, nếu kèn chuẩn Lai Châu thì nó rơi vào là 230-250 đấy. Em vẫn bán cho mọi người. Hình số 23, 350.000. Hình này nguyên một cụm. Quá phê. Năm sau mọi người cho một giò to, mọi người cho để nối nha. Hình số 5, như những video trước em vẫn bảo mọi người là tận dụng cái thằng kiwi xanh ấy, khi cây nó khỏe mà bộ rễ nó chắc rồi mọi người cứ phun thằng đấy để cho nó đẻ. Đẻ thì nhanh được giò to. Mà đẻ thì mọi người phải cho nó ăn dưỡng chất nhiều để nó hồi phục nha. Hình số 25, 450.000. Kèn, hoàng thảo kèn, kèn Lào nha, kèn Lào rừng ấy. Chứ không phải là hàng cái môi hàng gì đâu. Kèn rừng nhá. Kèn rừng có nghĩa là nó chưa sổ bông thì về có thể là kèn nào nó vẫn cho ra mặt bông hàng đột biến ấy nhà nhà nhá, chứ không phải là. Hình số 22, 300.000. Chưa sổ bông đâu. 200.000. À 300.000, hai thân. Đấy, 300.000 hai thân. Hình số 22. Nên mọi người bác nào chơi thì mọi người phải hiểu đây. Trồng kèn đây, toàn vỏ thông to nhá, rất thoáng. Dưới này, đấy, bộ rễ nó còn thòi ra bên ngoài. Đấy, chăm trồng như thế cho em. Hình số 21, 250.000. 250.000 nhá. Thằng này nó rơi vào tầm 40 phân. Như kèn Lai Châu nó rơi vào 700-800.000 nhá cả nhà nhá. Hết rồi. Tiếp tục hình số 24, 280.000. Hai thân, một thân nhỏ ở dưới và một thân mập út. Bây giờ nó thắt ngọn hết này, nó phình thân này. Đó. Như bây giờ là người ta sẽ phun kali nhiều để cho nó khỏe mà nó phình cái thân càng to hơn. Tích dưỡng chất ở trong cái cây nhá. Thôi. Thôi.
Đây, vợ em bảo bán thì đây là lan quân tử lên trước em mua, nhưng mà em trồng lên này, nhìn đẹp không cả nhà? Quân tử cái này thì để cho mọi người để bàn nó ra hoa thì quanh năm đấy, chứ không phải nó là hàng công nghiệp. Hình số 16 150.000 nha cả nhà nha, để bàn uống nước, để bàn làm việc. Lan quân tử. Rồi, ok, hôm nay tiếp tục đến ông sâu răng. Ông sâu răng thì cũng cảm ơn rất cô chú nha, cứ thi thoảng các bác này cứ mua kèm cùng với lan giúp em nhá. Cứ mua một chai về, bác nào mà nhà có người nhà mà bị sâu răng thì cứ mua kèm một chai cùng với lan được, cũng 100.000 một chai nhá, thuốc sâu răng. Tinh dầu xả thì thời điểm này thì đây là của xuất xứ là của Mường Tè, một cái xã biên giới rất khó khăn, dường như khó khăn nhất ở Lai Châu luôn. Tại vì từ cái chỗ Lai Châu em lên đến Mường Tè nó rơi vào 200 cây, nó bằng từ đây lên Điện Biên cơ mà, rất khó khăn. Đây trên đấy thì người ta trồng được xả nhiều đấy, tinh dầu xả. Cái này là dùng để sát khuẩn, lau sàn nhà này, xua đuổi côn trùng và tất cả những ví dụ tủ mình đấy, thi thoảng mình lau ở ngoài hay là lấy cho nhỏ 1-2 giọt vào cái khăn đấy, sau bắt đầu mình lau, không có kiến, không có dám, không có những cái con côn trùng đâu cả nhà. Đấy, em dùng rồi, chắc mọi người cũng biết thôi. Tinh dầu xả 250.000 một chai này nhé, 250.000 nhé cả nhà nhé. Cao sao bóp. Sao bóp thì cái này là em giới thiệu nhiều rồi, cô chú anh chị em cứ tin tưởng mua cho bố mẹ, ông bà bố mẹ dùng. Khi trái lắng chửi trời là mình cứ xoa vào đây. Đấy, khi đau nhức các xương các khớp thì mọi người xoa. Tại vì ngay bản thân nhà em thì bây giờ vẫn đang dùng này, thấy ok, thấy tốt. Mọi người cứ dùng thử đi, 100.000 chai nhá. Còn mật ong rừng thì em vẫn còn nhé cả nhà, vẫn còn và sẽ bán thường xuyên cho mọi người. Thì mọi người cứ tin tưởng mà mua thôi. Tại vì nhà làm ra nên em tự tin được nó là chuẩn của nguồn gốc rừng của nhà em nhá. 400.000 một lít cả nhà nhá, 400.000 một lít. Hết rồi nhỉ. Rồi. Hôm nay cũng mấy hôm nay rồi cũng không mưa nên là dân người ta cũng không đi lấy được ấy, mà lên trên rừng nó mưa nó ướt át, nó không trèo được cây, rất nguy hiểm, nên là cứ mưa đến là buồn rồi nhà, mưa đến là buồn. Buồn với hai là cũng lo vì lan các bác gửi vườn kia bây giờ mưa gió cũng phải chăm phải ấy, đâm ra chỉ sợ là nó dẫn đến nó mà không may nó thối cái chết. Rồi em chúc toàn thể gia đình mình xem video và nhớ ủng hộ kênh của em nhá, và ủng hộ lâu dài. Em xin chào cả nhà.